Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đến thăm Furama Resort Đà Nẵng và công ty trách nhiệm hữu hạn Sun Gold Vina Capital Đà Nẵng nhân ngày Doanh nhân Việt Nam ngày 13 tháng 10. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh khẳng định, trong quá trình phát triển của Đà Nẵng luôn có sự đồng hành, đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt trong tình hình hiện nay do tác động của dịch COVID-19, lãnh đạo thành phố cũng như các cấp, các ngành cam kết sẽ tập trung quyết liệt để giải quyết các khó khăn, các vấn đề tồn đọng nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động, tiếp tục cải thiện và xây dựng môi trường kinh doanh, đầu tư an toàn, minh bạch, giải quyết những vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đại diện lãnh đạo các đơn vị doanh nghiệp vui mừng và cảm ơn sự quan tâm của thành phố. Các đơn vị cũng bày tỏ mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách để doanh nghiệp phát triển, các doanh nhân có cơ hội phát huy tài năng, trí tuệ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.